Ban biên tập xin được kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã đến với kênh Bản tin 24 giờ. Xin được kính chúc quý vị khán giả có những giây phút tuyệt vời và bổ ích khi xem video của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và để lại quan điểm của mình dưới phần bình luận. Và ngay sau đây, hãy cùng đến với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng hổi nhất. Trung Quốc nổi điên bốc phốt Việt Nam tàng trữ vũ khí bí mật ở Cam Ranh, đe dọa an ninh Biển Đông. Tuy nhiên, đối với Bắc Kinh mà nói, Việt Nam chưa bao giờ là một đối thủ dễ chơi. Bạn bè quốc tế đánh giá Việt Nam là quốc gia có năng lực nhất và kiên định nhất ở Đông Nam Á, dám chống lại tuyên bố chủ quyền phi pháp và đặc biệt cái được gọi là đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông. Vì sao Việt Nam lại không sợ Trung Quốc? Câu trả lời là vì ngoài ý chí kiên cường không bao giờ chịu khuất phục trước kẻ thù, thì Việt Nam hiện đang sở hữu một con át chủ bài có sức mạnh đáng gờm có thể thay đổi cục diện ở Biển Đông, đó chính là quân cảng Cam Ranh. Quân cảng này là nỗi ám ảnh của Bắc Kinh trong quá khứ và hiện tại, làm cho quân đội của Trung Quốc phải sợ tái mặt. Thậm chí Trung Quốc còn nói Cam Ranh là nơi tàng trữ vũ khí bí mật để đe dọa đến an ninh của Trung Quốc. Vậy quân cảng này có gì đặc biệt? Vì sao nó được coi là vũ khí chiến lược của Việt Nam? Hãy cùng bản tin 24 giờ tìm hiểu ngay sau đây. Các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, vịnh Cam Ranh thuộc thành phố Cam Ranh, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa được xem là một trong ba vịnh thiên nhiên đẹp nhất trên thế giới. Không những thế, bán đảo Cam Ranh được bao quanh bởi rất nhiều hòn đảo to nhỏ khác nhau, những dãy núi cao khoảng 400m và có một lối ra vào nhỏ hẹp. Điều này không những ngăn gió bão không thể xâm nhập mà còn có thể khống chế cả khu vực xung quanh cảng một cách rất dễ dàng. Chính vị trí địa chính trị thuận lợi đã biến quân cảng này trở thành một pháo đài khiến các nước phải e ngại, bởi địa hình như vậy rất khó để công phá và dễ dàng phòng thủ. Cửa vào Cam Ranh tuy nhỏ nhưng tổng diện tích mặt nước lại rộng tới 9,8m², nước sâu phổ biến ở mức 16-25m, nơi sâu nhất có thể lên đến 32m, cho phép đồng thời khoảng 40 tàu chiến cỡ lớn cùng neo đậu, kể cả tàu sân bay. Vị thế này lợi hại vô cùng khi nó dùng cho các hoạt động quân sự, bởi nếu như tên lửa phòng không được bố trí tại đây và những cao điểm xung quanh, thì toàn bộ eo biển Malacca và eo biển Singapore đều nằm trong tầm khống chế của hỏa lực của nó. Có nghĩa là từ Cam Ranh có thể phóng tên lửa ra các vùng biển lân cận mà ma không thấy quỷ không hay. Không những thế, vịnh Cam Ranh còn có thể cho phép triển khai hệ thống giám sát điện tử để kiểm soát toàn bộ khu vực Bắc Ấn Độ Dương, vịnh Persia, biển Hoa Đông và khu vực biển Đông của Việt Nam. Vừa có lợi thế về tự nhiên lại rất có lợi cho quân sự quốc phòng, vịnh Cam Ranh còn cận kề với tuyến đường vận tải quốc tế trọng yếu, nơi tàu bè qua lại như mắc gửi. Chính vì vậy, vịnh Cam Ranh chính là bến đỗ của lực lượng hải quân các cường quốc. Ở đây, các biệt đội hải quân có thể tiếp nhiên liệu, lương thực hoặc nghỉ ngơi sau những hải trình dài. Cam Ranh còn có sân bay quốc tế với đường băng dài hơn 3.000 mét, đủ khả năng để máy bay chở khách cỡ lớn và đảm bảo cho các máy bay vận tải hạng nặng, máy bay ném bom chiến lược hạ cánh. Với những ưu điểm hiếm có khó tìm như vậy, thì Cam Ranh được ví như kho báu khó tìm của Việt Nam, thứ mà các cường quốc trên thế giới thèm nhỏ dãi cũng không có được. Đánh giá về vị trí chiến lược và tầm quan trọng của cảng Cam Ranh, các chuyên gia Trung Quốc đã từng phân tích cả châu Á không thể tìm kiếm được quân cảng nào độc đáo và nguy hiểm như quân cảng Cam Ranh của Việt Nam. Trong khi đó, các chuyên gia quân sự của Mỹ thì từng cảnh báo rằng ai chiếm được vịnh cảng Cam Ranh, người đó sẽ chiếm được một nửa của Trung Quốc, có thể kiểm soát được tuyến đường giao thông biển Á-Âu. Chính vì vị trí địa chính trị ưu việt của mình mà cảng Cam Ranh đã lâu trở thành miếng mồi ngon cho các ông lớn nhâm nhi dành về mình. Trong thế kỷ thứ 19, chính quyền thực dân Pháp đã sử dụng căn cứ để đóng tàu hiện đại đầu tiên ở Cam Ranh. Sau đó cảng được mở rộng thêm 20 hải lý theo hướng Bắc Nam và 10 hải lý theo chiều rộng. Người Pháp sau đó đã biến nơi này thành quân cảng quân sự. Vào năm 1940, quân đội Nhật Hoàng xâm chiếm Đông Dương và sử dụng cảng Cam Ranh làm nơi xuất phát của hải quân Nhật Bản. Trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, quân đội Mỹ thậm chí đã chi hơn 300 triệu đô la Mỹ để mở rộng Cam Ranh. Người Mỹ đặt chân đến Cam Ranh lần đầu tiên vào giữa những năm 1960. Đây là nơi Mỹ dùng để tổ chức những trận ném bom không kích phần lãnh thổ do quân giải phóng Việt Nam kiểm soát. Tổng thống Jackson đã từng đến thăm cảng Cam Ranh và tuyên bố quốc kỳ của nước Mỹ sẽ tung bay trên nóc căn cứ này mãi mãi. Sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, quân Mỹ rút khỏi miền Nam của Việt Nam và rời khỏi cảng Cam Ranh. Moscow đã hy vọng Hà Nội sẽ cho Liên Xô thuê căn cứ quân sự này. Đây chính là thời chiến tranh lạnh và chiến tranh của Liên Xô trên hai mặt trận chống đế quốc Mỹ và kiềm chế sự bành trướng của Trung Quốc. Liên Xô muốn thuê Cam Ranh để đóng trú chiến hạm của quân đội mình ở Việt Nam. Mục đích cuối cùng là sự thay đổi phân bố lực lượng trên Thái Bình Dương, phá vỡ thế độc quyền của Mỹ với các căn cứ quân sự ở Philippines, Nhật Bản và Hàn Quốc. Năm 1979, Việt Nam chính thức ký thỏa thuận cho Liên Xô thuê Cam Ranh làm quân cảng trong 25 năm. Sau khi Liên Xô sụp đổ, Hải quân của Liên bang Nga đã rút khỏi Cam Ranh trước thời hạn năm 2002. Hiện tại, đây là căn cứ quân sự của Hải quân Nhân dân Việt Nam và là nơi neo đậu trực tiếp của các tàu ngầm, tàu chiến mặt nước, tàu hàng, tàu khách thủy, phi cơ. Đây cũng là nơi đóng quân của Lữ đoàn tàu ngầm 189, là đơn vị thuộc binh chủng tàu ngầm Quân đội Nhân dân Việt Nam. Các bạn thân mến, không chỉ có các cường quốc Nga, Mỹ, Nhật dòm ngó muốn đặt chân tới quân cảng Cam Ranh để thực hiện được mục đích của riêng mình, mà Cam Ranh còn đã trở thành cái gai trong mắt của người láng giềng Trung Quốc của chúng ta từ rất lâu đời. Tuy nhiên, Trung Quốc
cứ phải đứng từ xa sợ hãi khi nhìn thấy các cường quốc đến Cam Ranh, biến nó trở thành vũ khí chống lại mình mà bất lực không làm gì được. Nhất là từ khi người Trung Quốc bắt đầu chiến lược thè cái lưỡi bò đỏ ngòm, bẩn thỉu của mình, hòng điếm trọn 80% diện tích Biển Đông và nuốt chửng vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam và nhiều nước trong khu vực. Khi đó, Trung Quốc cũng đồng thời nhận ra rằng ý đồ của mình không thể thực hiện được khi quân cảng Cam Ranh vẫn đứng chỉnh ình như kỳ đà cắn mũi. Với vị thế hiểm yếu và độc đáo, đặc biệt trên bản đồ khu vực Đông Nam Á, vịnh Cam Ranh của Việt Nam nếu kết hợp với vịnh Subic của Philippines sẽ tạo thành hai cái kéo sắt, có thể chặn đứng ý đồ thò ra ở Biển Đông của đường lưỡi bò mà Trung Quốc tự vẽ. Đối với Cam Ranh, Bắc Kinh vừa muốn vừa sợ. Để thống trị Biển Đông thì không ít lần Trung Quốc đã có ý đồ chả tốt đẹp gì khi nhắm vào quân cảng Cam Ranh của Việt Nam. Nếu các bạn chưa biết thì Trung Quốc đã từng có thời điểm muốn thuê Cam Ranh của Việt Nam, đó là vào những năm 1980 và nửa đầu những năm 1990. Bắc Kinh đã nhiều lần muốn ngỏ ý thuê vị trí Cam Ranh của Việt Nam, thậm chí còn hăm dọa để buộc Việt Nam phải cho thuê. Tuy nhiên Việt Nam của chúng ta rất tỉnh các bạn ạ, nếu không muốn nói là quá tỉnh. Chúng ta tuy nghèo nhưng không ngu gì mà cho Bắc Kinh chiếm đóng ở đây cả. Làm như thế chẳng khác nào sức moi về giày mà tổ. Bắc Kinh như con ngáo ộp, đời nào Việt Nam bằng lòng cho thuê. Khi mà Trung Quốc ngày càng lộ rõ âm mưu đen tối, muốn tước đoạt thanh bảo kiếm của Việt Nam để hoàn thành giấc mộng bá chủ Biển Đông của mình. Không đồng ý cho Trung Quốc thuê và cũng đã kìm hãm Trung Quốc. Chính quyền Việt Nam đã rất khôn ngoan khi tính tới nước bài mở cửa Cam Ranh để cho tàu thuyền quốc tế qua lại. Bắt đầu từ năm 2010, Cam Ranh được mở cửa trở lại, nhưng một tâm thế hoàn toàn khác. Cam Ranh không còn trở thành nơi tranh chấp giữa các cường quốc, cũng không phải là chỗ cho thuê để các cường quốc dùng làm căn cứ quân sự nữa. Chính phủ Việt Nam đã quyết định biến Cam Ranh trở thành một quân cảng mang lại nguồn tài chính lớn, đồng thời là con bài chiến lược của Việt Nam khi đối đầu với các nước khác. Có nghĩa là cảng biển này cho phép quân sự của bất kỳ quốc gia nào tới neo đậu và sử dụng, nhưng có thu phí và chủ trương là không cho thuê lâu dài, độc quyền với bất kỳ ông nào nữa. Rõ ràng sự thay đổi này là rất quan trọng, từ sự thuê dùng đến sử dụng khác nhau một trời một vực. Thuê dùng có nghĩa là ai thuê thì người đó sẽ có đặc quyền sử dụng. Còn sử dụng có tính chất mở, nhờ có chiến lược này mà Việt Nam lần lượt bắt tay và xích lại gần hơn với các cường quốc là đối trọng của Bắc Kinh, tạo thành một thế cân bằng, khiến Bắc Kinh khó lòng mà tung hoành trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đầu tiên là đối với Nga, trong một chuyến thăm của chính phủ Việt Nam với Nga, lãnh đạo Việt Nam đã từng nói rõ quan điểm của Việt Nam là cung cấp các cơ sở trên biển cho Nga, cho phép tàu Nga neo đậu ở Cam Ranh nhưng hoàn toàn không phải là căn cứ quân sự. Nhờ có Cam Ranh, Nga đã đồng ý cho Việt Nam vay 10 tỷ đô la Mỹ, nguồn tài chính quan trọng trong việc phát triển kinh tế đất nước. Cùng với đó, mối quan hệ hợp tác về năng lượng, đặc biệt là hợp tác thăm dò khai thác dầu khí Nga-Việt sẽ có bước tiến đáng kể. Còn với Mỹ hơn ai hết, Mỹ là nước đầu tiên muốn được quay trở lại sử dụng vịnh Cam Ranh kể từ khi bình thường hóa quan hệ Việt Nam vào năm 1995. Quan hệ kinh tế quốc phòng song phương đã tăng trưởng mạnh mẽ. Mỹ cũng đã nới lỏng lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam và hiện ở Mỹ sẽ ủng hộ xóa bỏ lệnh cấm vận này đang diễn ra rất mạnh mẽ. Việc cho phép Mỹ tiếp cận lâu dài với vịnh Cam Ranh sẽ là một sự khẳng định đầy mạnh mẽ, tượng trưng cho mối quan hệ đồng minh này nảy nở giữa chính quyền Mỹ và Việt Nam. Cùng lúc cũng sẽ làm vô hiệu hóa nhiều cơ sở quân sự mà Trung Quốc xây dựng phi pháp ở Biển Đông. Còn đối với Nhật Bản thì sao? Người Nhật cũng chẳng xa lạ gì với vịnh Cam Ranh. Từ khi vịnh Cam Ranh mở cửa, tàu khu trục của Nhật cũng đã từng hai lần ghé qua thăm quân cảng này, trong bối cảnh hải quân Nhật Bản đang muốn tăng cường can thiệp vào Biển Đông. Tuy nhiên, mục đích của Nhật khi sử dụng cảng Cam Ranh chỉ là tiếp hậu cần. Các bạn thân mến, chính phủ Việt Nam hoàn toàn biết rõ lợi thế quân sự và chiến lược của cảng Cam Ranh và mưu đồ của tất cả các cường quốc khi đến với cảng Cam Ranh. Tuy nhiên, chính quyền Việt Nam luôn nhất quán thực thi chính sách đối ngoại độc lập dựa trên các nguyên tắc, không liên kết, không tham gia các liên minh nhằm chống lại một nước thứ ba. Việt Nam luôn sẵn sàng mở cửa đối với mọi đối tác trên cơ sở tôn trọng chủ quyền, độc lập của đất nước. Bởi vậy, dù là Nga hay Mỹ, Nhật hoặc bất kỳ quốc gia nào khác đều có khả năng được chào đón ở Việt Nam với điều kiện sự hiện diện của họ không nhằm để đối phó với bất cứ quốc gia nào khác và không gây thêm căng thẳng trong khu vực. Không những thế, một mũi tên trúng hai đích, sự hiện diện của tàu quân sự, tàu kinh tế của các cường quốc tại cảng Cam Ranh cũng góp phần kiềm chế sự lòng hành của Bắc Kinh, khiến ông lớn này không dám cậy mình để bắt nạt các quốc gia nhỏ trong khu vực. Theo dõi video hôm nay, các bạn có suy nghĩ gì về chiến lược thông minh của Việt Nam đối với vũ khí lợi hại là cảng Cam Ranh? Hãy chia sẻ ý kiến của chúng tôi trong phần bình luận bên dưới nhé! Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 24 giờ của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.